Ba ba phẩm hủy báng bát nhã, lúc bấy giờ cụ thọ Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm này có khả năng tin hiểu thì vị ấy đã xả thân ở cõi nào mà sanh vào cõi này? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát ấy phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột đã trải qua bao lâu? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát ấy đã từng thân cận cúng dường bao nhiêu đức Như Lai ứng chánh đẳng giác? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát ấy tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa đã trải qua bao lâu? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát ấy tin hiểu nghĩa thú của bát nhã ba la mật đa thậm thâm ấy như thế nào? Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm này có khả năng tin hiểu thì vị ấy đã xả thân từ trong pháp hội của vô số vô lượng vô biên Như Lai ứng chánh đẳng giác ở mười phương thế giới mà sanh vào cõi này. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột đã trải qua vô số vô lượng vô biên trăm ngàn ức vô số kiếp. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy đã từng thân cận cúng dường vô số vô lượng vô biên chư Như Lai ứng chánh đẳng giác, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể so lường. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy từ sơ phát tâm thường siêng năng tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa đã trải qua vô số vô lượng vô biên trăm ngàn ức vô số kiếp. Này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát thấy bát nhã ba la mật đa này thì liền nghĩ là ta được thấy Phật, nghe bát nhã ba la mật đa này thì liền nghĩ là ta được nghe Phật nói. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy dùng vô tướng, vô nhị, vô sở đắc làm phương tiện nên có khả năng tin hiểu nghĩa thú sâu xa của bát nhã ba la mật đa này. Lúc bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật đa thậm thâm có ai có thể nghe, có thể thấy chăng? Phật dạy: Này thiện hiện, bát nhã ba la mật đa như thế thật không có người có thể nghe, có thể thấy. Bát nhã ba la mật đa như thế cũng chẳng phải là cái để nghe và chẳng phải là cái để thấy. Vì sao? Thiện hiện sắc không nghe không thấy vì các pháp trì độn, thọ tưởng hành thức không nghe không thấy vì các pháp trì độn. Này thiện hiện nhãn xứ không nghe không thấy vì các pháp trì độn, nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ không nghe không thấy vì các pháp trì độn, sắc xứ không nghe không thấy vì các pháp trì độn.